Chào tất cả mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui vẻ và thư giãn khi xem video của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi những video mới nhất của mình nhé, yêu mọi người. Ngu đào đi vào phòng ngu tiểu mãn, thấy lục kích không có trong phòng liền nhìn ngu tiểu mãn hỏi, tiểu mãn, đại thiếu ra đâu? Tối qua không phải trở về sao, ngu tiểu mãn đáng thương bật khóc, hu hu, ta đi tìm lão ra với tổ mẫu. Ta không đi, lục lang ở đây, ta không thể đi, ngu đào đầu óc quay mỏng không hiểu chuyện gì vội chấn an ngu tiểu mãn rồi hỏi cậu tổ tông của ta ơi trên người ngươi có vết thương lại náo loạn việc gì thế ai muốn đuổi ngươi đi à ngu tiểu mãn cúi mặt xuống đau lòng kể lại cho ngu đào nghe lục lang muốn đưa ta đi ta không đi ta sẽ không đi đâu nếu như đi rồi một mình hắn sao có thể sống ở cái hậu viện hung hiểm thế này hắn đã bị hỏng mất đôi chân rồi ngàn vạn lần không thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác một lúc sau lúc ngu tiểu mãn đến tìm thái phu nhân thì bị ma ma chặn ngoài cửa thái phu nhân thân thể không thoải mái để gặp khách đại thiếu nãi nãi mời về cho ngu tiểu mãn thất vọng nói vậy làm phiền ngươi chuyển lời đến tổ mẫu nói lần khác ta lại đến nói xong ngu tiểu mãn liền xoay người rời đi tổ mẫu sợ là cố ý không gặp mình vốn dĩ mình muốn vạch trần hành động ám sát huynh trưởng xấu xa của lục việt đòi lại công đạo cho lục lang đúng lúc này lục việt đi ngang qua nhìn thấy ngu tiểu mãn cười châm chọc dô đại tẩu đến thỉnh an nãi nãi sao nhìn khí sắc của đại tẩu thế này thân thể vẫn chưa hồi phục sao nghe nói mấy ngày nay đại ca không hồi phục đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc hay là ngươi theo ta về bên ta có ít thuốc tốt có thể giúp cho đại tổ sớm hồi phục ngu tiểu mãn lạnh lùng nhìn hắn ta lục lang đối xử với gia rất tốt ta không cần bôi những thuốc đó ngược lại nhị đệ làm nhiều chuyện trái với lương tâm sẽ khó tránh khỏi vấp ngã thuốc thang gì đó có thể chuẩn bị trước để phòng tránh lục việt tức giận vẻ mặt biến sắc người ngu tiểu mãn không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn ta chất vấn người ám sát lục lang là ngươi phải không lục việt cười lạnh không sợ hãi liền thừa nhận là ta thì sao chứ ngươi cho rằng tìm tổ mẫu ngài ấy sẽ làm chủ cho ngươi sao làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế, ta chẳng qua chỉ chịu trách phạt một trận, không lâu nữa trong nhà sẽ để ta lấy trương la thế gia thiên kim làm phu nhân, ta vẫn như cũ là chủ tử tương lai của lục phủ. ngu tiểu mãn lạnh lùng tạt cho hắn ta một gáo nước lạnh. lục lão gia đã từng nói muốn truyền chức vị đó cho lục lang, lục việt giận dữ gằn giọng nói, vậy thì đã làm sao? đợi nương ta hết cấm túc sẽ đối phó với hắn. ngươi cho rằng hắn còn có mạng sống đến lúc đó sao? ngu tiểu mãn tức giận ánh mắt lạnh lùng nhìn lục việt giận dữ nghĩ, kẻ này thật là bỉ ổi. Lục Việt ánh mắt thể muốn nhìn ngu tiểu mãn một lượt từ trên xuống dưới, lúc ngươi mới vào phủ, ta đã bảo ngươi đi theo ta, ngươi ngược lại hay rồi, ngươi một lòng một dạ lại nguyện vào sinh ra tử với tên tàn tật đó, đáng tiếc a, à, lục kích cái tên không hiểu phòng tình đó. Còn treo người trên một cái cây không chịu xuống, ngươi có phải vẫn chưa biết chuyện, Thẩm Mộ Tuyết hòa ly với phu quân mới kết hôn không lâu, ngu tiểu mãn sửng sốt cả người cứng nở. Thẩm Mộ Tuyết, Hòa Ly, nha hoàn trong phủ cũng thì thầm bàn tán sau lưng, nghe nói, Lục đại thiếu gia đã mấy ngày không hồi phủ rồi nam nhân trên thế gian này rốt cuộc tuyệt tình thế nào mới lần trước còn nghe nói hai người ân ái lắm vèo cái đã thành ra thế này rồi theo ta thấy lục đại thiếu gia này không phải là bạc tình mà là lụy tình ngu tiểu mãn ngồi trong phòng nghe từng từ từng chữ đám nha hoàn bàn tán ngươi cũng nghe nói chuyện hòa ly của thẩm gia tiểu thư rồi sao ngu tiểu mãn bên trong sắc mặt tái nhợt thẩm mộ tuyết tại sao lại hòa ly nàng ấy với lục lang đúng lúc này nha hoàn bên ngoài bẩm báo đại thiếu nãi nãi thẩm công tử đến bái phòng ngu tiểu mãn vội đứng dậy đón tiếp thẩm hàn vân nói Lục Lang không có ở trong phủ, Thẩm Hàn Vân nhìn cậu nói, "Ta không phải đến tìm Lục Kích, ta đến tìm người Hắn nắm chặt lấy bàn tay ngu tiểu mãn kích động thổ lộ, "Tiểu mãn, ta có thể mang ngươi rời xa chỗ này, phàm là ngươi muốn đến đâu, chúng ta cũng có thể đi." Ngu tiểu mãn không hiểu nhìn Thẩm Hàn Vân hỏi, "Tại sao ngươi muốn mang ta rời đi?" Lòng cậu nghi hoặc nghĩ, trước đó Lục Lang muốn ta rời khỏi chỗ này, bây giờ Thẩm Hàn Vân lại muốn mang ta đi. Thẩm Hàn Vân nhìn thẳng vào mắt ngu tiểu mãn chân thành nói, "Nhận một giọt nước cứu người, nên trả lại cả con suối." huống hồ bốn năm trước ngươi từng cứu mạng ta trên biển ngu tiểu mãn kinh ngạc nhìn thẩm hàn vân bốn năm trước trên biển hóa ra ngươi chính là nam tử rơi xuống biển cậu cúi mặt xuống khẽ nói với tình cảnh đó bất luận là ai ta cũng sẽ cứu thuận tay mà thôi ngươi không cần để trong lòng không ngờ rằng đối với mình mà nói đó là chuyện thuận tay tự nhiên thành lưu luyến không quên nói như thế lục lang cũng không cần mình phải báo ơn là mình có ý đồ báo ơn đem hết những gì mà mình có thể đưa được cho huynh ấy lại chưa từng hỏi huynh ấy có muốn hay không hóa ra suy nghĩ vướng mắc của mình đều chỉ là bản thân tự tìm rắc rối đêm khuya trong quân doanh đoàn hoành nhìn thấy ngu tiểu mãn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc hỏi muộn thế này rồi tướng quân phu nhân sao người lại đến đây tướng quân vẫn chưa ngủ người đi theo ta đoàn hoành dẫn ngu tiểu mãn đi đến một lều trại lớn cung kính nói phu nhân tướng quân đang ở bên trong ngu tiểu mãn vén cửa lều trại lên trong đây lạnh quá lục lang thà ngủ ở đây chứ quyết không về nhà sao ngu tiểu mãn ngẩng mặt lên ánh mắt đầy nhớ mong nhìn lục kích Lục Kích nhìn thấy cậu xuất hiện thì ngây ra mấy giây rồi lạnh nhạt hỏi, "Có chuyện gì?" Ngu Tiểu Mãn đi đến trước mặt Lục Kích đau lòng nói, "Ta, à, ba ngày gặp Lục Việt ở trong phủ, hắn thừa nhận tối đó là hắn ám sát ngươi." Ngu Tiểu Mãn rũ mắt xuống che giấu tâm trạng nghĩ, muốn nói với hắn là ta nhớ ngươi, muốn hỏi hắn tại sao không về nhà, nhưng lời đến miệng lại biến thành, Lục Kích nhíu mày giọng nói đầy xa cách, "Chuyện này, ngươi không cần nhúng tay vào." Ngu Tiểu Mãn không hiểu nhìn Lục Kích hỏi, "Tại sao?" Lục Kích cố gắng kiềm chế cắn răng nói trái lòng, không có liên quan gì đến ngươi. Ngu tiểu mãn nhìn lục kích hỏi những thắc mắc trong lòng, ta hỏi là, tại sao tướng quân lại đưa ta đến nơi khác, tu dưỡng thân thể ở đâu chẳng được? Tại sao cứ phải đến biệt viện ở ngoại ô, hay nói là, bởi vì thẩm ra tiểu thư hòa ly, lục kích đang viết đột nhiên sững lại lạnh lùng đáp. Đúng, nàng ấy vì ta mà hòa ly, ta chưa từng quên nàng ấy, ngu tiểu mãn không dám tin nhìn lục kích. Cả người cậu run lẩy bẩy, ngu tiểu mãn không cam lòng nhìn lục kích hỏi, vậy ngươi còn nhớ 8 năm trước ngươi đã cứu một con cá ở biển không? chính là con cá đó, Lục Kích mặt không biến sắc lạnh nhạt nói, nếu ngươi đến báo ơn, ân tình này đã trả xong rồi, nếu ngươi còn có ý đồ khác, thứ lỗi ta không cho ngươi được, ngu tiểu mãn cả người như chết, cậu không dám tin lùi lại phía sau, hóa ra tất cả chỉ là tự mình đa tình, Lục Lang tiếp nhận mình chỉ là để tình mình lòng đầy ý muốn báo ơn, chứ không có động lòng giống như mình, lòng ngu tiểu mãn đau như cắt, cho nên hắn mới không biểu lộ tình ý, không nhìn về tương lai sau này, cậu cúi mặt xuống cả người như mất hết cả sức lực, căn bản không có tình, phá bỏ kiểu gì căn bản không muốn có tương lai với mình, hứa làm sao, ngu tiểu mãn đau lòng xoay người chạy nhanh ra ngoài, dưới nền đất rơi lại chiếc áo choàng cô đơn lạnh lẽo. Tất cả, hóa ra là thế, một lúc sau, Đoàn Hoành bước vào cầm chiếc áo choàng lên nhìn Lục Kích bẩm báo, "Tướng quân, ta đã đưa phu nhân lên xe rồi." Lục Kích rũ mắt xuống trầm mặc không nói, Đoàn Hoành tiếp tục nói, "Áo choàng này là của phu nhân phải không? Ta sẽ đi đưa." Xe ngựa đi chậm, phóng nhanh có lẽ sẽ đuổi kịp. Lục Kích nhìn chằm chằm chiếc áo choàng nói, "Không cần, ngươi đi làm việc đi." Đoàn Hoành im lặng nhìn Lục Kích mặt đầy khó hiểu. Vừa rồi sau khi phu nhân đi không lâu, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lớn, khiến tướng quân phát hỏa lớn như thế. Xem ra lần này ngài ấy với phu nhân cãi nhau không hề nhỏ đâu. Ở bên khác, Ngô Tiểu Mãn nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, cả người như mất hồn, cậu cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn. Ngô Đào đứng bên cạnh nhìn Ngô Tiểu Mãn hỏi, "Tối qua đã gặp được đại thiếu gia chưa? Muốn hỏi đã hỏi hết chưa?" Ngô Tiểu Mãn ủ rũ đáp, "Ừm." Ngô Đào nhìn cậu cẩn thận hỏi, "Vậy, đại thiếu gia vẫn còn muốn đưa người đi sao?" ngu tiểu mãn rũ mắt xuống kích động nói không đi không đi ta sẽ không đi một lúc sau ma ma đi đến nhìn ngu tiểu mãn cung kính nói đại thiếu phu nhân thái phu nhân mời người qua nói chuyện ngu tiểu mãn kinh ngạc liếc nhìn tổ mẫu không phải giả bệnh tránh mình sao tại sao đột nhiên lại muốn gặp mình ngu tiểu mãn liền đi đến đại sảnh chính thái phu nhân và lục lão ra nhíu mày nhìn cậu nhìn sắc mặt của hai người ngu tiểu mãn đột nhiên có dự cảm không lành không khí thật nghiêm trọng xảy ra chuyện gì rồi sao lục lão ra cầm một tờ tình báo trên tay giận giữ nhìn ngu tiểu mãn chất vấn ngu tiểu mãn ngươi cư nhiên câu kết với ngu gia thôn đó thay thế ngu mộng liễu gả qua đây ngu tiểu mãn sừng sốt miệng há hốc chuyện gả thay bị phát hiện rồi phủ tướng quân nha hoàn đi vào sảnh chính thông báo lão gia thái phu nhân đại thiếu gia trở về rồi lúc này trong sảnh chính ngu tiểu mãn đang quỳ dưới đất lục kích ngồi xe lăn đi vào nhìn thấy cậu đang quỳ thì trong lòng đau xót thầm gọi tiểu mãn thái lão phu nhân đau lòng đi đến trước mặt lục kích tại sao mệnh của khải chi lại khổ sở như thế lục kích nghe vậy liền rũ mắt xuống khổ sở là mình sao rõ ràng khổ sở là tiểu mãn mình muốn bước tới đỡ hắn dậy muốn hỏi vết thương trên người hắn có đau không nhưng mình không làm được thấy lục kích cuối cùng đã đến lục lão ra liền hỏi khải chi chuyện này con tính xử lý thế nào lục kích nhìn ngu tiểu mãn đang quỳ rồi trả lời lục lão ra một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa mà trách phạt là chuyện nhỏ mặt mũi của lục gia mới lớn không bằng đưa nàng ta đến biệt viện ở kinh giao thời gian lâu rồi chẳng còn ai nhớ chuyện này nữa lục lão ra bước đến nói được cứ xử lý như thế đi rồi ông ta đỡ thái phu nhân trở về nghỉ ngơi nương nương cũng đừng tức giận con đưa người về nghỉ ngơi lục kích đau lòng nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn đang quỳ một lúc sau hắn cắn chặt răng quay đầu rời đi đột nhiên ngu tiểu mãn lên tiếng là sợ ta không đi sao cậu đau lòng hỏi lại người đàn ông đang chuẩn bị rời đi lúc này ngu tiểu mãn nghẹn ngào nói là sợ ta mặt dày ở bên cạnh ngươi không đi làm lỡ hôn duyên của ngươi với thẩm tiểu thư một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa có phải nên cảm tạ ngươi không vạch trần chuyện ta là đàn ông hay chuyện người cá lục kích cắn chặt răng không nói ngu tiểu mãn đau lòng bật khóc đúng không lục lang trời đổ mưa lớn lục kích đi đến gần cửa sổ mở cửa sổ ra đột nhiên mắt hắn co rụt lại nhìn thấy ngu tiểu mãn đang đứng im lặng dưới mưa thì lo lắng hỏi sao ngươi lại đứng dưới mưa cũng không biết mang theo ô sao ta đi lấy ô cho ngươi nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị đi lấy ô cho cậu mặt ngu tiểu mãn đầy nước nước mưa hòa lẫn với nước mắt cậu thế lương gọi lục kích lại ta có vài lời muốn nói với ngươi ngu tiểu mãn nhắm mắt lại một lúc sau mở mắt ra rồi nói tiếp thay gả là chủ ý của một mình ta không có liên quan đến chuyện của thôn trưởng ngu ra thôn vẫn hy vọng lục đại thiếu gia công tư phân minh đừng nên trách phạt người vô tội chính ta là người cố ý hành động theo ý mình và chạy theo những ham muốn ích kỷ của bản thân cho nên hãy cứ trừng phạt ta là được lục kích sừng sốt lòng đau nhói nhìn ngu tiểu mãn nói từng câu từng chữ nhưng mà trước lúc đó ta vẫn to gan xin lục đại thiếu gia thời gian ba ngày ngu tiểu mãn ta thể sau ba ngày tùy lục đại thiếu gia ngươi xử trí ngươi muốn ta đi đâu ta sẽ đi đó từ này về sau sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi ngu tiểu mãn quỳ dưới đất cầu xin lục kích lục kích đau lòng cố kìm nén bản năng muốn đưa tay ra đỡ cậu trong tiểu viện nhỏ ngu đào tức giận thu dọn đồ đạc tiểu mãn cái biệt viện gì đó ta cùng đi với ngươi nếu như không cho ta đi ta sẽ trốn đi dù sao khế ước bán thân của ta cũng không ở lục phủ bọn họ có thể làm gì được ta ngu tiểu mãn đau lòng nước mắt lương tròng biệt viện đó chỉ sợ là nơi ít người qua lại nếu như ăn không đủ no mà không đủ ấm hà không phải bắt ngươi chịu khổ cùng ta sao ngu đào ngoảnh mặt lại kiên định nói không có đồ ăn thì chúng ta tự trồng ở trong viện không có chỗ ngủ thì chúng ta chất đống cỏ vào để lấy hơi ấm những ngày tháng đó chẳng lẽ không sống được sao ngu tiểu mãn đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào nói ra sự thật nhưng ta là đàn ông cô nương như ngươi ở một chỗ với ta sẽ bị vấy bẩn danh tiếng ngu đào sừng sốt kinh ngạc không dám tin lắp bắp hỏi lại à ngươi ngươi là đàn ông trong tiểu viện nhỏ hai chú cá nhỏ nhìn ngu tiểu mãn hỏi tiểu mãn ngươi thật sự muốn đi sao ngu tiểu mãn ngồi cạnh con suối nhỏ nhìn hai chú cá dưới nước nhỏ giọng đáp đúng vậy ta sắp phải đi rồi có điều trước đó ta còn có một chuyện phải làm mấy ngày trước lúc lục lang muốn ta rời khỏi đây tim ta vô cùng đau đớn trái tim như bị thứ gì xé ra ta đoán chỗ này cậu ôm chặt ngực trái của mình chắc chính là chỗ giao châu rồi còn về làm sao ép giao châu ra ta đã có vài manh mối tiểu ất khó hiểu hỏi hắn muốn đuổi ngươi đi tại sao ngươi còn muốn ép giao châu ra cứu hắn tiểu giáp cũng nói đúng đấy ngươi về đông hải đi đừng quản hắn nữa ngu tiểu mãn nghẹn ngào nói sao ta có thể không quản hắn chứ ta đơn phương tình nguyện tới báo ơn lại liên lụy hắn không thể thành đôi với người hắn thích bây giờ ta chỉ còn lại tác dụng trị khỏi chân của hắn thôi tiểu giáp nghe vậy liền khuyên nhủ tiểu mãn làm người có phải còn không vui bằng làm cá không lúc ngươi biến về chân thân chơi với bọn ta trong ao luôn là cười lúc lên bờ làm người lại hay khóc ngu tiểu mãn lau nước mắt trên mặt nói có lẽ vậy đợi có một ngày các ngươi cũng có thể biến thành nhân hình thì sẽ biết đêm về khuya ngu đào thấy cậu mãi không về liền chạy đến gọi cậu tiểu mãn tiểu mãn tiểu mãn ta nghĩ một ngày cuối cùng cũng phân tích rõ ràng chuyện này rồi ta là nha hoàn bồi giá của ngươi dù ngươi là nam hay nữ ta đều chỉ nhận một chủ tử là ngươi tóm lại ngươi đi đâu thì ta đến đó đừng hòng bỏ lại ta ngu tiểu mãn khẽ mỉm cười đáp được hôm sau ngu tiểu mãn và ngu đào cùng nhau đi dạo phố ngu đào hưng phấn nhìn ngó xung quanh nói ngày mai là đi rồi chúng ta phải đi dạo thật tốt xem xem có gì cần thêm không đột nhiên ngu tiểu mãn giữ người lại thẩm mộ tuyết nhìn ngu tiểu mãn cười lạnh trùng hợp vậy cô ta đi ngang qua người ngu tiểu mãn lạnh lùng nói thật không hiểu hắn nhìn chúng ngươi điểm gì ngu tiểu mãn nhìn thẩm mộ tuyết bình tĩnh nói thẩm tiểu thư ngươi nhầm rồi người hắn thích vẫn luôn là ngươi lúc trước làm như vậy chỉ là để bảo vệ ngươi ngày mai ta sẽ rời đi lục chân của lục đại thiếu gia rất nhanh sẽ khôi phục nếu thẩm tiểu thư vẫn còn ý với hắn không bằng không bằng nói ra chuyện xưa nối lại tiền duyên với hắn đêm khuya ngu tiểu mãn một mình đi trong phủ đã là đêm cuối cùng đến lúc làm xong chuyện cuối cùng rồi đoàn hoành nhìn thấy ngu tiểu mãn thì vội chặn cậu lại phu nhân sao ngài lại qua đây tướng quân đã ngủ rồi ngày mai ngài phải khởi hành đến biệt viện ngoại ô vẫn là về nghỉ ngơi sớm đi ngu tiểu mãn vội giải thích à ta chỉ là đến đưa chút đồ đoàn hoành do dự hồi lâu mềm lòng nói đây được rồi phu nhân đặt đồ xong rồi mau chóng trở về nghỉ ngơi đi ngu tiểu mãn đi vào trong nhìn lục kích đang ngủ say cậu đi đến cạnh giường thì thầm nói nhỏ đã ngủ rồi mà vẫn cao mày ngu tiểu mãn cầm một lọ thuốc trên tay đây là thuốc an thần giúp ngủ ngon ngươi ngửi chút đợi sau khi ta đi ngươi không cần phải bận lòng nữa rồi ngu tiểu mãn đặt lọ thuốc cạnh mũi lục kích cậu chăm chú nhìn dáng vẻ của lục kích cái nhìn đầu tiên trái tim rung động là ngươi bây giờ cái nhìn cuối cùng trên miên đau đớn cũng vẫn là ngươi khuôn mặt của ngươi nụ cười của ngươi dịu dàng của ngươi ngu tiểu mãn dịu dàng chạm tay lên mặt lục kích ta đều sẽ ghi nhớ mãi mãi cho dù sau này không còn duyên gặp lại cũng có thể ôm những ký ức này hồi tưởng dư vị cậu đặt bức hưu thư cạnh người lục kích rồi đau lòng nói lục lang tạm biệt cậu ôm lấy ngực mình sắc mặt tái nhợt đầy đau đớn hự a à, đau quá lồng ngực đau đớn kịch liệt giống như sắp xé rách mình còn đau hơn bất cứ lần nào trước đây cậu nhớ lại cảnh thân mật của hai người lúc trước lục kích ôm lấy cậu cầm tay cậu dạy cậu tập viết viết tên của ngươi đi tiểu mãn rồi lúc hai người chiến miên cùng nhau lục kích nhỏ giọng thì thầm phu nhân phu nhân của ta rồi rất nhiều rất nhiều những ký ức đẹp khác chân thành thì nước mắt sẽ thành trâu thì ra là vậy thì ra giao châu chỉ có sau khi trải qua tuyệt vọng tâm như cho tàn mới sẽ thoát khỏi thân thể cùng với nguyên đan tượng trưng sinh mệnh của giao nhân ngu tiểu mãn cầm giao châu đưa đến gần lục kích nghẹn ngào nghĩ lục lang giờ ta sẽ thi pháp đưa giao châu vào trong người của ngươi từ nay hai ta không ai nợ ai rồi sáng sớm hôm sau lục kích tỉnh dậy hốt hoảng hét lớn tiểu mãn bình tĩnh lại một lúc lục kích mệt mỏi sờ chán mình tại sao ta lại mơ thấy tiểu mãn bị thương còn đau khổ như thế lúc này đoàn hoành mở cửa xong vào hốt hoảng hét lớn tướng quân xe ngựa sáng nay sắp xếp không có đón được phu nhân tiểu đào cũng không biết phu nhân đi đâu phu nhân đột nhiên biến mất chúng thần tìm cả một ngày trời cũng không tìm thấy lục kích sửng sốt cái gì cơ nhìn bức hưu thư cạnh giường lục kích cầm lên mày nhíu chặt đây là tiểu mãn để lại cho ta hưu thư lục kích kích động đứng bật dậy không được ta phải đi tìm hắn sao hắn có thể để lại một tờ hưu thư rồi biến mất cơ chứ đoàn hoành sửng sốt không dám tin nhìn chằm chằm lục kích tướng quân người người có thể đứng dậy rồi Lục Kích lúc này cũng mới phải ứng lại. Hắn nhìn xuống đôi chân của mình, chân của ta. Lục Kích nhớ lại những lời ngu tiểu mãn nói lúc trước. Ngươi yên tâm, ta nhất định có cách chữa lành đôi chân của ngươi, để ngươi có thể đứng lại được. Lòng Lục Kích đau nhói, bởi vì đã chữa khỏi chân cho ta, trả sạch ân tình, cho nên ngươi bỏ ta lại, một mình rời đi sao? Lục Kích ngồi một mình trong phòng, hắn mở bức hưu thư ra đọc từng từ từng chữ ngu tiểu mãn viết. Cuối bức thư còn hơi ẩm ướt vì nước mắt. Một tháng sau, thôn ngu gia, ngu tiểu mãn mặc trang phục nam nhân đang ngồi theo khăn tay một đám trẻ con chạy vào vui vẻ gọi cậu. Tiểu mãn ca ca, tiểu mãn ca ca, nhìn thấy đám trẻ ngu tiểu mãn vui vẻ quay sang nói, sao các ngươi đều đến đây. Đám trẻ con vui vẻ vây xung quanh ngu tiểu mãn, hôm nay không phải đi học, chúng ta đến tìm huynh chơi đó. Tiểu mãn ca ca, sao huynh lại ngồi theo hoa rồi. Nhìn hình theo trên khăn tay đám trẻ kinh ngạc hai mắt sáng bừng, hoa đào mà tiểu mãn ca ca theo rất đẹp đó. Ngu tiểu mãn chỉ vào bông hoa kia nhẫn giải thích cho đám trẻ. Đây là tịch mai, loài hoa này chỉ có ở kinh thành thôi, không phải, hoa mai ở đâu cũng có bé gái đứng cạnh ngu tiểu mãn kinh ngạc thích thú nói thôn của chúng ta không có thật muốn đến kinh thành chơi cậu bé đứng bên cạnh tò mò hỏi ngu tiểu mãn tiểu mãn ca ca đến bao giờ huynh mới đến kinh thành tiếp huynh mang theo ta đi với ngu tiểu mãn dịu dàng đáp sau này ta sẽ không đến kinh thành nữa cậu bé khó hiểu nhìn ngu tiểu mãn hỏi tại sao vậy kinh thành tốt thế mà cái gì cũng có nếu là ta ước có thể mãi mãi ở đó ngu tiểu mãn nhìn ra ngoài biển ánh mắt cô đơn lạc lõng đúng vậy kinh thành tốt như thế, có tốt nữa, cuối cùng cũng chẳng phải nhà của ta. Một lúc sau, đám trẻ vui vẻ vẫy tay tạm biệt ngu tiểu mãn, tiểu mãn ca ca tạm biệt nha, ngu tiểu mãn cũng thu dọn chút đồ cũng chuẩn bị ra ngoài. Đã theo xong rồi, mang lên chấn đổi ít ngân lượng thôi, chợt cậu kinh ngạc thốt lên, tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ tỷ đến sớm thế? Bích Nguyệt dịu dàng nắm lấy tay ngu tiểu mãn, nếu không đến sớm, để lại chạy mất thì phải làm sao? Ngu tiểu mãn cúi mặt xuống che giấu nỗi đau trong mắt trả lời. Không chạy nữa, chạy không nổi nữa rồi, hai người vào trong căn nhà gỗ nhỏ bích nguyệt đau lòng nói căn phòng này của đệ vừa nhỏ vừa lạnh hay là đừng ở nữa tỷ tỷ đổi căn phòng rộng lớn cho đệ ta nghe tiểu giáp tiểu ất nói người kinh thành đến mùa đông thường đốt than trong nhà sưởi ấm ngày khác tỷ tỷ sẽ chuyển một ít đến cho đệ ngu tiểu mãn vội từ chối không cần đâu ta mặc nhiều hơn là được tiền của giao nhân không giống với tiền của loài người không thể làm phiền bích nguyệt tỷ tỷ thêm nữa bích nguyệt đau lòng mày nhíu chặt nói không cần cái gì ở nơi rách nát như thế này mỗi ngày còn phải thưa thua đổi lấy tiền phòng cái tên thượng mộc tôn cho ngươi thuê nhà đó nhìn cái là biết không phải hạng tốt lành gì càng nói bích nguyệt càng tức giận hơn đứng bật dậy chỉ tay vào ngu tiểu mãn mắng cái tên họ lục mà ngươi một lòng thương nhớ đó khiến ngươi mất nguyên nàn hủy đi linh căn không thể biến về làm giao nhân không thể trở về biển ngược lại hắn có thể chữa khỏi chân có thể bay có thể nhảy tức chết ta mất thôi ngu tiểu mãn ủ rũ nhỏ giọng nói ta sai rồi tỉ tỉ bích nguyệt đau lòng nhìn ngu tiểu mãn xin lỗi ta làm cái gì con đường này là do ngươi tự chọn ừ đáng đời tự làm tự chịu ngu tiểu mãn yếu ớt đáp ừm là nghiệt mà ta tạo ra đáng đời để ta tự chịu môi cậu mím chặt rồi ngước mắt nhìn bích nguyệt hỏi đúng rồi tỷ tỷ tiểu giáp tiểu ất có mang tin gì liên quan đến ta không cũng không biết chân của lục lang đã khỏi hẳn chưa thù đã được báo chưa có phải đã thành hôn được với người mình yêu cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé đây sẽ là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành lâu dài hơn nữa chân thành cảm ơn mọi người chúc mọi người có một ngày vô cùng vui vẻ